Từ nha. Giống tấm cám vậy hả? Rồi, từ từ từ. Bóp lại cái này mà rồi, rồi ok đấy. Không có rớt đâu. Rồi, rồi. Link. Rồi giờ khoe ra, khoe ra. Khoe ra, khoe. Đây hai tay. Khoe hai tay ra. Khoe hai tay. Để đánh dấu kỷ niệm phải thắt cái mày. Khoe hai tay. Ok, người ta đeo nè. Rồi khoe ra, giơ hai tay lên. Anh xem một chút nha. Rồi nó vào. Từ từ. Này, đừng làm rớt xuống sông nữa. Rồi nha, thử rớt cho tụi nha. Cái này là rớt của em rồi. Đấy bà, tôi cho bà mượn điện thoại. Rớt rồi. Không sao đâu. Sushi và sashimi. Anh thôi Mi ơi. Anh nhìn thấy đâu. Đúng rồi. Ôi, không đúng, có nhanh lên. Không có nhanh lên. Nhanh lên, đúng rồi, không ai thấy đâu. Luôn khỏi nhà. Luôn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách làm sao để ngủ thiệt nhanh nha. Đó. Rồi bây giờ đầu tiên là cứ nhắm mắt lại. Vậy đó. Rồi cái từ từ là cái nhắm mắt hoài là cái ngủ được á. Mọi người hiểu không? Cái bây giờ mình làm mẫu như vậy rồi, bây giờ cái mình thực hành nha. Đó, bây giờ là nằm xuống nè. Rồi mà nhắm cái con mắt lại. Đó, đã xong rồi là ngủ rồi đó. Hiện tại bây giờ đang trên du thuyền. Và mọi người thấy không? Xung quanh được trang trí rất là nhiều bóng nè. Rồi tiệc ăn nè. Và điều quan trọng nhất là phía sau lưng đây mọi người thấy không? Đó, cũng đã bố trí những cái tấm hình rất là đặc biệt. Đấy. Cái ông già này xấu quá. Trời ơi, ta đẹp trai ngời ngợi như thế. Đây, đi lên đây, cho mày lái thuyền luôn. Lái được hả? Đấy, mọi người thấy không? Hôm nay là bé dâu của chúng ta đã ghé tay của anh Hạt Rẻ và nói một câu: ông Hùng ơi, ông mua du thuyền này đi. Và sau đó anh Hạt Rẻ chỉ biết lắc im. Rồi ok. Rất là xịn sò đúng không mọi người? Đây chắc sẽ là một cái kỷ niệm mà lần đầu tiên bé dâu được lên một cái thuyền rất là lịch sự và sang trọng như thế này. Hy vọng là bé dâu của chúng ta sẽ ngày càng thay đổi nhiều hơn để trưởng thành, và có thể là sau này sẽ giúp ích được cho cộng đồng nhiều hơn nữa nha. Bây giờ thì chúng ta lát nữa sẽ có một cái chuyến đi vòng quanh ở đây để ngắm nhìn landmark và rất là nhiều những ngôi biệt thự xung quanh đó. Thank you.